quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong kỹ sư chân dung Huế Đức và Người. Những câu chuyện của chương trình hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những cái nhìn thú vị về cuộc sống, về công việc của những người nước ngoài đang ở Huế. Và thông qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm yêu mến của họ dành cho vùng đất kinh kỳ thơ mộng này. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Samir Kiria, 37 tuổi đến từ nước Mỹ. Samuel Kiria đã có 5 năm sống ở Việt Nam. Đặc biệt, anh đã sống ở Huế 4 năm nay. Huế là thành phố hiền lành, dễ chịu, khiến Sam quên đi những ồn ào, những mệt mỏi của cuộc sống. Sinh ra và lớn lên ở Omaha, thành phố lớn nhất của tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ. Anh từng tốt nghiệp đại học kinh tế, làm nhân viên kế toán tại một ngân hàng lớn ở quê nhà trong 3 năm, rồi tiếp tục học sư phạm và có 1 năm dạy học. Vì muốn có thêm những trải nghiệm sống mới và khám phá những điều mới mẻ ở các quốc gia châu Á, Sam đã quyết định đến Trung Quốc giảng dạy tiếng Anh trong 3 năm trước khi đến Việt Nam. 4 năm sống ở Huế giúp Sam nhận ra rất nhiều niềm vui và cả những giá trị tinh thần. Đối với người đàn ông này, Huế đã trở nên thân thuộc, dễ thương và vun đắp trong lòng anh rất nhiều tình cảm yêu thương mà ngay bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên. Hi Sam. Hello, how are you today? How do you feel when going out in the morning like this? Well, it's really interesting. I don't usually go out in the morning, but today I went out in the morning, went by the river, by the bridge. It's really nice. It was cool in the morning. I felt very cool, very nice. What are you looking for when choosing this program? Well, I wanted to share my life, my experience as a foreigner in Way City with other people. I wanted to get to explore some places I've not been to in Way City. That's why I chose this program. Hope we will record together your beautiful experience in Huế. Sure, I'm looking forward to that. Thank you for your sharing. You're welcome. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở Huế 4 năm, công việc chính của Sam là dạy tiếng Anh ở các trung tâm Anh ngữ, các trường học. Ở đó, anh đã sống được với nghề và có nhiều niềm vui với các học sinh, các đồng nghiệp của mình. Những lớp học của Sam luôn đầy ắp tiếng cười. Là người có kinh nghiệm giảng dạy, Sam biết cách biến những giờ học thành những buổi giao lưu gặp gỡ hấp dẫn. Các học viên nhỏ tuổi xem Sam như một người bạn lớn tuổi, vui tính và thân thiện. Học mà chơi, chơi mà học. Chính không khí vui vẻ ấy đã tạo nên phong cách lên lớp của Sam. Cho nên là rất là dễ học. Ta học được 4 năm rồi cho nên là cải thiện tiếng Anh của em rất là tốt. Những cái giờ học của thầy là em thích nhất là những cái lúc vui chơi với thầy. Thầy là giống như người rất là gần gũi với Việt Nam. Rất vui bởi vì là được bố một cái trung tâm để mà học tiếng Anh. Chúc thầy sức khỏe dồi dào để dạy các lớp vui vẻ hơn. Cháu học với thầy Sám là cũng được gần 4 năm rồi. Học với thầy Sám thì rất là vui. Thầy là luôn luôn cháu cho chúng cháu một tiếng cười, rất là vui. Mỗi khi học với thầy là không phải chắc là học tiếng Anh, mà là con được chơi, giao tiếp với thầy, rất là vui. Từ cháu chơi với thầy Sám thì rất là nhiều trò. Mỗi lần vào lớp học của thầy Sám thì cháu rất là hào hức. Vì thầy
thay xám không giống với những thầy cô nào trong này cả. Bởi vì thầy luôn luôn vui vẻ, cởi mở. Có những cái bài gì mà khó là thầy luôn luôn chỉ. Sau gần 4 năm thì bây giờ cháu cùng giáo tiếp với người nước ngoài cũng được rồi. Thầy rất là được các bạn, gọi là hâm mộ luôn. Vì thầy luôn tới là tạo một cái tiếng cười cho các bạn. Với cách giảng dạy của thầy cũng rất là dễ hiểu nữa. Thầy có những cái phong cách dạy cũng rất là mới lạ. Thì khi mà trong quá trình làm việc với thầy được, mình cũng học hỏi thêm được rất là nhiều cái điều. Cũng thêm nhiều cái kinh nghiệm để mà cải thiện cái việc giảng dạy của mình nữa. Thầy cho mình nhiều lời khuyên trong việc cách quản lý lớp, tiếp xúc với học sinh cũng như là tạo cái niềm vui. Mình cảm thấy rất là vui và cũng thấy rất là may mắn khi mà có một người đồng nghiệp vừa thân thiện mà lại có nhiều kinh nghiệm để em chia sẻ cho mình. Yêu thích công việc giảng dạy, Sam cũng dành thời gian đến với những ngôi trường nổi tiếng của Huế. Thăm ngôi trường hơn 100 năm tuổi trong những ngày chớm thu, người đàn ông nước Mỹ cảm thấy thích thú khi nhìn ngắm kiến trúc độc đáo cũng như tìm hiểu lịch sử của ngôi trường này. Sam, what impressed you most when visiting this old school? Well, it's a very big school and the buildings are old, but then they're still beautiful, you know. I had the chance to look at the monument or the statue of Angkor Wat. So I feel it's a very great school. It's a historical school. I have read about it in Hue City. It's the oldest school and it's a very great school. I have a very good impression about the school. What subject did you teach in USA? Why did you choose teaching? Well, I chose teaching because it's something that I love to do. I had a passion. I always wanted to serve other people. So I decided to do teaching. Back in the US, I was not teaching kids like here in Vietnam. I was teaching teenagers and the students in high school mostly. So I have a passion for teaching. That is why I chose teaching. Like anyone else can choose to be a chef because they love cooking. They can choose to be an engineer because they love something about cars. Before I chose teaching, I was an accountant. But then it was too busy to be an accountant. To work in the bank is very stressful. You have no time. You have no time for yourself. You work from morning to evening. Even when the bank closes, you have to still stay in the bank. So I decided to get something that I love to do most, that is free. I can have a little more time for myself and to do other things, not only about working all the time. What is the most interesting thing when teaching children English? The children are already used to foreign people because Hue is a tourist city. So you are not strange teaching to them. They know, okay, he's a foreign teacher, he's a black teacher, they are okay. So it is very interesting to teach them. Sometimes they are naughty, but the kids are really curious. They want to know. They're like, oh, Teacher Sam, how do you look like, you know? They are really curious, they want to know. I am happy to teach them because teaching English is one, the main thing is that you get the money, yeah? Then the other thing, it is fun. You have fun and then they learn, but they like to play, but they learn, it is learn and play, learn and play. Love that. You used to teach in China, so where did you decide to come to Vietnam? I came to Vietnam to visit. My sister was teaching in Vietnam. Before me, I was teaching in China. So I came to visit her. But when I lived in Vietnam for just a week, I saw that life was different here and where I was in China. Vietnamese people where I was in Nghệ An, they showed me that they are really friendly, more than those in China. The Vietnamese have neighbors and they know their neighbors. In China, people sleep in apartments. You don't know who sleeps next to you, you understand? So when I got here, I got so many friends in a very short time. The life was easier and cheap to live here compared to China.
there was a higher salary in China, but the way of life in Vietnam is far easier and cheaper. And when I came to Hue, wow, it's amazing. It's really amazing. The food, the people, everything is really amazing. The people don't care about your color, your anything. They don't care. They are welcoming. So my first impression was, maybe it's a good place. And yes, it is a very, very, very lovely city. Thank you for your sharing. Vâng, có thể thấy Huế không chỉ là nơi Sam tìm thấy được niềm vui trong công việc, mà ở thành phố này, anh còn cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống. Ở Huế, một điều Sam rất thích đó là đi chợ. Không chỉ thỏa thích chọn lựa những món đồ tươi sống, đi chợ cũng là dịp Sam khám phá đời sống thường ngày của người Huế, cũng như gặp gỡ, trò chuyện với người dân địa phương. Sống ở Huế, Sam vẫn giữ thói quen nấu bếp mỗi ngày. Dù bận rộn, niềm vui của anh vẫn là vào bếp, chuẩn bị những món ngon và bổ dưỡng cho gia đình. Trong ngôi nhà nhỏ này, Sam là một ông bố đơn thân, nhưng không hề đơn độc bởi các thành viên gia đình luôn ăn uống, sinh hoạt với nhau hàng ngày như nếp sống của nhiều gia đình người Huế khác. Hai con gái nhỏ của Sam cũng đang lớn lên như những đứa trẻ Việt Nam. Con rất thương đất đi, đất đi dạy chữ. Hiện là đất đi chơi công viên. Đất đi hơi nở cơm cho con ăn. Tắm rồi cho con, đất ở quốc cho con thêm. Con yêu đất đi lắm. Bà ơi bà, ta yêu bà lắm. Tóc bà trắng là trắng như mai. Cháu yêu bà cho năm bàn tay. Cháu khi yêu bà cho năm bàn tay. Khi cháu vâng lời cho biết bà yêu. Sam trân trọng và biết ơn vì được sống cùng em trai và em họ ở một thành phố bình yên nhẹ nhàng. He's my number one brother. I don't have the words to express to explain how I feel about him deep inside me. I love him. I like him as a friend. I love him as a brother. Though sometimes we go crazy as life. But he's the best. He's the best. Life has been so simple with him. Peaceful, happy. Sometimes we go drink, get drunk, have fun. I learned from him a lot of things. I'm blessed to have him as a brother. I've lived with Sam for all my life, okay? Everywhere we go together. And Sam is a very hardworking person. He's a man of the people. He's so friendly. Everywhere you go around Huế City, everyone will tell you, hey, Sam. And, I'm his young brother, so most of the time he does many things for me. When I'm lazy, he cooks. He's a good cook. I mean, he would do the housework. Life is easier when I'm living with him. It's a blessing for me to be living with him now. Sự quan tâm chăm sóc của những người bạn Việt Nam cũng khiến anh cảm động. Okay. Sam đến thuê nhà được 5 tháng rồi. Sam là rất dễ thương, một người bố nuôi hai đứa con nhỏ. Sam coi tôi như là một người mẹ và hai đứa bé nhỏ là coi tôi giống như người bà và luôn luôn quý mến tôi thôi. Tôi rất là cái yêu hai đứa nhỏ. Và tôi rất thương cho Sam. Tôi mong muốn cho Sam là sau này là có một tương lai lớn. Khi mà Sam đến với đất nước mình,
thì cho Sam có một cuộc sống vui vẻ và ấm no, nhất là hai đời để cho hai đứa con. Living in Hue, how has your life changed? Well, living in Hue, life has changed in so many ways. Because I have gotten used to so many different things. The lifestyle has changed because basically in Hue City it is about work and then family, work and family, work and family. People are into working most of the time. People are into family life. But personally I spend my free time with my kids. In the evenings or at night sometimes when I'm free, I can go out with my friends. And before the pandemic came, I used to go to a very popular restaurant in Hue City. Yeah, that is basically how I spend my life in Hue. In your opinion, what is the special thing in Hue lifestyle? The best thing about the Hue lifestyle is drinking every day. It is very funny because where I come from, people usually drink on Friday night or Saturday night because the next day you don't go to work. But in Hue City, every day. Besides that, I would say that people are so much into family life in Hue City. Like you won't find people go out all the time. The mom will take kids to school, go to the market, cook for the family, go back home after work, then the next go to sleep, the next day it is the same thing, it's the same routine. People here live on a routine. They live, their life is like a routine life. There's nothing that changes. Someone does the same thing every day, every month, every year. To me, it seems to be a little bit boring to me, but well, I have to get into it as well. I think it's not fair because where I come from, we share the responsibilities. Yes, it is 50-50. The man does this, the woman does this. I can personally cook, I can go to the market, I can do everything when my wife is taking care of the kids. Because this city is a traditional city, the women always have that thing, yeah, 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 all the time. So it gets to be not fair to the mothers and the women. Today you are cooking together. Do you often to cook Hue food or American food? I often cook our food. Yeah, I don't really cook the Hue kind of food. But sometimes, once in a while, but I cook every day, almost every day. We cook our own food, like chicken, but our own way, not the Vietnamese way or the Hue way they cook. Rice is cooked the normal way. But sometimes we cook fried rice. The fish, the beef, we cook it in our own way. Yeah, not the Vietnamese style. Yes. What do you like about Hue cuisine? Which Hue dish can you eat? I've tried several dishes in Hue, on the Hue cuisine. But the most popular one is bún bò Hue. That is noodles and beef. It is popular all over. I tried it. I also tried some kind of special food from something like ban can or ban hep, something like that. I tried it before. Yeah, it's good to try out something, and I've tried them before. Well, it is a different taste. The way they cook it is different from the way I cook it. The same food, but it tastes different, which is good. Yeah, the way people cook it in a different way. There's some kind of food that they wrap around banana leaves. It is a special kind of food in Hue. It is really nice, I like it. Thank you for your sharing. Hue là thành phố có sức quyến rũ rất lớn đối với Sam. Và đôi khi anh cũng không hiểu tại vì sao mình lại gắn bó với Hue lâu như vậy. Những lúc rảnh rỗi thì anh thường đi đâu và làm gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem. Biệt Hue 4 năm, Sam đã quen thuộc với nhiều ngóc ngách của Hue. Lăng Tẩm, Cung Điền, Đền Đài, Sông Hương, Núi Ngự, Đôi Vòng Cảnh, Đâm Phá Tam Giang, các vùng quê. Mỗi địa điểm đều cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.
Đồi Thiên An là một điểm đến yêu thích của người đàn ông nước Mỹ trong khoảng thời gian sống ở Huế. Những khoảnh khắc vui vẻ cùng hai cô con gái bé nhỏ khiến Sam vô cùng hạnh phúc. Đối với Sam, thiên nhiên xanh của Huế là một phần rất quan trọng giúp anh thư giãn, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc, dạy học. Thật tuyệt vời vì giữa mùa dịch bệnh căng thẳng, Huế vẫn có những góc bình yên khiến tâm hồn người lặng dịu. Many people say Huế is small, slow and sad. How about you? What do you think about this city? Well, Huế is not really sad, I should say, but it is slow, for sure it is slow. And people take things so slowly, you know, people don't rush for things. People love life. People always do things that make them happy every time. It is sad in some way, especially during the winter time. It is raining all day and all night. It rains for about 3-4 months. It gets to be boring sometimes, but it's just for a short time. Eventually it gets to be better and things move on well. Compared to the city you have lived in and visited, what is the difference of Huế? There are many differences between Huế and other cities, like the people, the cost of living, the weather, and the life generally. I have lived in two cities in Vietnam, except Huế, that is Thanh Hóa and Nghệ An. I think the people in Huế are more friendly. Life in Huế is cheaper than the life in the other cities, like the housing, the food, it's cheaper in Huế. Cost of living being very cheap, the friendly people, the many places to go to. I mean, it is a tourist city basically. The many people come in and go out every other day. So I would think about that. That's what I like about Huế city. In this corona time, how do you feel while living in Huế? I feel living in Huế is safer than living in any other place. Like right now, so many people are getting infected with the virus and many are dying, like in Ho Chi Minh City, in Hanoi. People are under lockdown. In Vinh, Nghệ An, people are under lockdown. The two different waves of corona we had last year and this year, still Huế has been safe. We can go out to the market, to the supermarket, buy food free. There are few cases, but at least the government of Huế has tried to control the spread of the virus, and I feel very happy about that, and I feel safe with my family here. Could you please tell us something about Ok Maha, your home city? It is a very, I should say, quiet city too. It is basically an agriculture city. There are many fields, many farms, basically agriculture city. The people there, I should say, they are farmers, a city that has all seasons in the year. That is four seasons, winter, summer, spring and fall. People are friendly, but the cost of living is really high. Things are very expensive there. There are places you can go to visit, but it's not really a very, very busy city. It's basically a farm city. There are basically three main holidays. That is Christmas, New Year and Thanksgiving, and probably the Independence Day. Thank you for your interesting story today. Hope you will have more beautiful memory while living and working in Huế. Thank you very much to Ms. Ki for your time. And I would like to thank the crew of TV for your time, for giving me the opportunity with my family to come on your TV today. Sing come on, and goodbye, Tambin. Hi. Say goodbye to the TV crew. Bye, Kendra. Goodbye. Yeah, see you again. Thank you.
Huế không chỉ là thành phố gắn bó với nhiều người nước ngoài vì công việc, mà nơi đây còn mang đến cho họ những trải nghiệm sống, những ký ức đẹp, đã khiến không ít người quyết định chọn nơi đây là điểm dừng chân và sống lâu dài với thành phố này. Sống ở Huế, cuộc sống của Sam đã thực sự thay đổi và tình yêu của anh dành cho Huế ngày càng lớn lên. Kỹ sư chương trình Huế Đức và Người đến đây cũng đã khép lại. Nhà kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.